Xin gửi đến quý vị và cùng với thầy ạ. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng và đồng nhiệt nhất đó. Cảm ơn quý vị. Hôm nay Lâm Trần Huy đến đây sớm và ngồi đây thì quý thấy rất là xúc động. Cảm ơn tất cả quý vị đã hướng về nơi đó, hướng về quê Huy. Thay mặt cho gia đình, cha mẹ và những người con miền Trung đang sống lác đác tại đây, cảm ơn quý vị, Mạnh Thường Quân nhiều lắm ạ. Cảm ơn mọi người. Ca khúc đầu tiên xin kể đến quý vị là vừa nãy giờ Huy có nghe thấy rất là nhiều anh chị em hát về miền Trung rồi. Bây giờ quý vị thích nghe Huy hát miền Trung đâu hay là nhạc trẻ đâu ạ? Nhạc trẻ đâu hay là miền Trung đâu? Nhạc trẻ nhá. Ok. Ấm hông kêu to rưa. Dạ. Vâng, tí nào Huy xuống ạ. Những ca khúc mà đã đưa tên tuổi của Huy lại gần với quý vị trong suốt 20 năm qua, Huy sẽ đưa quý vị quay về một bầu trời kỷ niệm. Ca khúc đầu tiên, Anh Không Muốn Làm Người Thứ Ba. Cảm ơn quý vị. Từ khi anh biết anh là người thứ ba, và em đến với anh những khi buồn đau, anh mới nhận ra anh là chiếc bóng của người ta. Không yêu cớ sao em làm khổ anh. Đừng hỏi vì sao như em, vỗ tay lớn cho quý vị nhá. Chút xíu nữa đi xuống với quý vị nhá. Vậy thôi, giờ này có lẽ
sao mây tối em đi xe nhờ ai? Vì sao thế em không cho anh đón đưa từng ngày? Vì sao có lúc em đang bên cạnh tôi? Vì sao có lúc em kêu tên người ta? Giật mình nhớ ra khi đang bên cạnh tôi, ánh mắt em ngượng ngùng. Chỉ vì yêu em nên Huy không để ý, chỉ vì thương em nên tôi không bận tâm. Để rồi hôm nay trên mắt tôi nhìn thấy ai chỉ đập mặt. Anh chào tạm. À, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu. Một lần lầm lỗi Huy thứ tha rồi em, hai lần lầm lỗi anh bỏ qua rồi em. Mà tại vì sao em vui chơi em bên ai, em chẳng nghe lời ai. Thật lòng không muốn ghen tuông như vậy đâu, tại vì anh quá yêu em nên vậy thôi. Cảm ơn chị ạ. Giờ này có lẽ chia tay nhau thì hơn, hãy mau về đi em chớ khóc làm gì, chẳng còn chi nữa đâu. Cảm ơn chị. Quý vị đang nghe Ghen Chỉ Vì Yêu. Thay mặt của gia đình cha mẹ xin cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân ạ. Cảm ơn quý vị đã hướng về quê đó, nơi mà Huy đã sinh ra. Ở đây có ai có miền Trung không ạ? Giơ tay cho Huy coi nhá. Bất tên toàn quê ta rồi. Từ khi anh biết anh là người thứ ba và em đến với Huy những khi buồn đau, anh mới nhận ra anh là chiếc bóng của người ta. Khi hạnh phúc em đâu cần gì anh. Bởi riêng tình ta nên chấm dứt đi còn hơn. Tình yêu tay ba chỉ làm đau khổ nhau mà thôi. Giờ anh đi đường anh. Cảm ơn chị. Đừng quan tâm gì anh, hãy để cho anh bình yên. Dạ. Quý vị đã nghe, anh không muốn làm người thứ ba. Thôi em về đi, yêu kéo nhau đi được gì. Thà anh xa em để nhường hạnh phúc cho người ta. Tình yêu đâu nào ai muốn sớt chia bao giờ. Hạnh phúc lẫn khổ đau chỉ muốn trao một người thôi phải không các anh đàn ông ơi? Đúng không ạ? Cảm ơn ạ. Chút xíu nữa đi xuống nha. Từ khi anh biết anh là người thứ ba và em đến với anh những khi buồn đau, anh là chiếc bóng của người ta. Khi hạnh phúc em đâu cần gì anh. Từ khi anh biết anh là người thứ ba là khi anh biết ra em chỉ yêu người ta. Bên anh lòng em lạnh lùng như sôi đá mà thôi. Để nói với em nữa đâu. Thôi em đừng gọi, đừng nhắn tin đến cho anh. Bao nhiêu khi niềm bên nhau, thôi ta hãy quên. Đừng gửi lại lòng lòng anh đau xót với em. Anh không còn gì để nói với em nữa đâu. Khi em nhiều lần làm tổn thương trái tim anh, bao nhiêu lỗi lầm của em anh đã bỏ qua. Mà tại vì sao em vẫn mãi lừa dối anh?
ngày tháng sống bên nhau, anh đâu có lỗi gì. Lòng chỉ biết yêu em, không tính toán điều chi. Và anh đã thứ tha bao lần em gian dối, cứ sao em không thể thay đổi. Lòng chẳng biết ăn năn, em không chút hối hận. Lầm lỗi đã gây ra, phận rồi gian tình anh. Tại sao em nhẫn tâm làm lòng anh tan nát? Với em, anh bây giờ mất hết niềm tin. Anh không còn gì để nói với em. Anh không còn gì để nói với em nữa đâu. Thôi em đừng gọi, đừng nhắn tin đến cho anh. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, thôi ta hãy quên. Đừng gửi lại làm lòng anh đau xót. Với em, anh không còn gì để nói với em nữa đâu. Khi em nhiều lần lòng tổn thương trái tim anh, bao nhiêu lỗi lầm của em anh đã bỏ qua. Mà tại vì sao em vẫn mãi lừa dối. Thôi ta hãy quên, đừng gửi lại lầm lòng vì đau gió. Thôi em, anh không còn gì để nói với em nữa đâu. Khi em nhiều lần lòng tổn thương trái tim anh, bao nhiêu lỗi lầm của em anh đã bỏ qua. Mà tại vì sao